Thời gian qua, những câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện luôn được duy trì hoạt động. Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa là địa chỉ tin cậy, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân lao động huyện Thủ Thừa đến tham gia sinh hoạt, học tập với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phong trào thể thao đã lắng xuống. Vì thế, muốn duy trì thường xuyên và thu hút đông đảo mọi người tham gia, cũng như muốn đạt thành tích cao trong thi đấu, thì cần phải có một hình thức tổ chức quản lý tốt và để khơi dậy phong trào thể thao huyện nhà, nhất là môn bóng đá. Thế nên các thầy giáo thể dục trên địa bàn huyện đã kết hợp với nhau để thành lập câu lạc bộ bóng đá rèn luyện thể thao mang tên FC Anh Thầy. Đến dự lễ ra mắt câu lạc bộ có ông Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện. Tại buổi lễ, các thầy giáo đã thể hiện lòng khát khao khi được trở lại với sân cỏ. Sau thời gian dài nghỉ dịch, niềm đam mê đã được thể hiện. Các thầy rất vui mừng và phấn khởi. Qua cái nhu cầu thực tế của anh em là muốn có một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, thành lập câu lạc bộ bóng đá với tên gọi là Anh Thầy, nhằm tập hợp các anh em cho thầy giáo, giáo viên trong huyện nói riêng và giáo viên trong tỉnh nói chung trong cái mùa dịch Covid đang diễn biến rất phức tạp. Chính là cái sức khỏe, vừa thầy cô vừa là tấm gương để rèn luyện sức khỏe cho mình và tạo động lực cho mấy em cũng rèn luyện sức khỏe để bảo vệ cơ thể chúng ta, bảo vệ cho ta trong cái mùa dịch Covid đang rất là căng thẳng như hôm nay. Hướng lâu dài thì sẽ tạo một cái sân chơi, nói chung là vận động các anh em về cái tham gia thì ta sẽ có các buổi sinh hoạt, ví dụ như là sinh hoạt hỗ trợ cho các anh em, ví dụ có những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn, và cũng có thể là vận động các mạnh thường quân để ủng hộ cho các em học sinh có những hoàn cảnh mà khó khăn là trong mùa dịch Covid, cũng như là sau này là có những em có hoàn cảnh khó khăn có cái sự hiếu học nữa. Để được tham gia dài lâu và có nguồn kinh phí cho câu lạc bộ sinh hoạt, câu lạc bộ đã được sự đồng hành tài trợ của ba đơn vị, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tâm Đại Phát Bến Lức, thầy Thích An Điền, quản trị chùa Kim Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Mộc Cà Phê. Các đơn vị tài trợ cũng đã vui mừng khi cùng tham gia đồng hành với các thầy giáo tham gia tập luyện thể thao để duy trì sức khỏe, để có thể lực tốt khi các em học sinh trở lại trường đi học khi tình hình dịch ổn định. Dịch Covid vừa qua thì nói chung là cái phong trào thể dục thể thao chưa có phần phát triển cho lắm. Cho nên thì hôm nay tôi cũng đại diện cho doanh nghiệp để ủng hộ phong trào thể thao của huyện Thủ Thừa để nhằm vực dậy tinh thần, để giúp anh em có tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và cũng giúp cho đội nhà cũng có tinh thần hơn và ở huyện nhà cũng sẽ gây dựng phong trào trong thời gian tới. Thì lời đầu tiên thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ tập thể anh em đội bóng Anh Thầy. Ngoài sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ, câu lạc bộ cũng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương. Vì đây là câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của thầy giáo trên địa bàn huyện, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của huyện trở lại với cuộc sống bình thường mới, giúp mọi người cùng nhau rèn luyện thể thao, duy trì sức khỏe tốt. Sự quan tâm đặc biệt của cái niềm vui rất lớn đối với lại coi như là cái phong trào thể dục thể thao của huyện. Nói là tôi hy vọng rằng hôm nay thì ra mắt thì các bạn sẽ cố gắng duy trì để đưa phong trào thể dục thể thao của huyện nhà một ngày một lớn mạnh, để mình cũng có giao lưu thi đấu gì với các nơi rồi có thành tích. Không phải là mục tiêu là thành tích, nhưng mà mình khẳng định mình chơi phải có thứ hạng để cho anh em nó cũng để mình. Đây là mục tiêu đặt ra, và mục tiêu chính là để rèn luyện sức khỏe. Đó là nên là mong rằng các bạn mình sẽ cố gắng phấn đấu. Rồi hôm nay cũng nhân dịp thì cũng có huyện thì lãnh đạo huyện thì cũng có gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. Nhờ các thường quân thì cái câu lạc bộ này mới ra mắt được, nên là chân thành cảm ơn mạnh thường quân đã có tấm lòng ủng hộ cho câu lạc bộ. Xin cảm ơn các. Tinh thần nhiệt huyết của các thành viên cho thấy câu lạc bộ Anh Thầy là điểm sáng mới cho phong trào của huyện. Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Câu lạc bộ bóng đá Anh Thầy
có ban chủ nhiệm câu lạc bộ với 5 thành viên, trong đó có một chủ nhiệm danh dự, một phó chủ nhiệm và 24 thành viên. Ngay sau buổi lễ ra mắt câu lạc bộ đã diễn ra trận đấu giữa đội bóng câu lạc bộ bóng đá Anh Thầy và đội bóng xã Long Thành. Trận đấu cũng đã diễn ra rất gay cấn, hấp dẫn ngay từ đầu. Với sự thi đấu sôi nổi, quyết tâm của cả hai đội bóng, các bàn thắng đã liên tục diễn ra. Kết quả, câu lạc bộ Anh Thầy đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6 trước đội bóng xã Long Thành.